bởi COVID-19, nhưng vẫn chịu đựng tốt và sẽ là quốc gia có tăng trưởng đứng thứ 5 trên thế giới trong năm nay với 2,8% và sẽ là 6,8% trong năm sau. Còn tạp chí The Economist nhận định Việt Nam là nơi trú ẩn ưa thích của nhiều nhà đầu tư thế giới và đang trở thành một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu. Cái niềm tin của nhà đầu tư